Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học ngày hôm nay. Các bạn mến, có lẽ là các bạn cũng biết được rằng đối với việc học ngoại ngữ thì chúng ta có 4 kỹ năng chính cần phải rèn luyện. Đó chính là nghe, nói, đọc và viết. Vậy thì trong 4 kỹ năng này, các bạn gặp khó khăn lớn nhất ở kỹ năng nào? Mình nghĩ câu trả lời của phần lớn các bạn sẽ là kỹ năng nghe và nói, đúng không? Điều này cũng rất là dễ hiểu bởi vì thông thường ở Việt Nam chúng ta không có môi trường để tiếp xúc và thực hành ngôn ngữ thường xuyên. Tuy nhiên, môi trường sống không phải là tất cả. Mình biết có những bạn ở Việt Nam mặc dù chưa ra nước ngoài bao giờ nhưng các bạn ấy có một cái khả năng nói, khả năng phát âm rất là chuẩn, rất là đáng khâm phục. Và ngược lại, cũng có những người mặc dù sống ở nước ngoài nhiều năm tuy nhiên vẫn còn rất là nhiều hạn chế về mặt ngôn ngữ. Vậy thì điều quan trọng ở đây là gì? Đó chính là sự kiên trì luyện tập. Khi học bất cứ một ngôn ngữ nào, các bạn hãy đắm chìm vào trong nó. Nếu như các bạn muốn có một thân hình đẹp, thì tất nhiên là các bạn sẽ phải luyện tập thể thao và ăn uống lành mạnh. Và nếu như các bạn muốn nói ngoại ngữ giỏi, thì các bạn sẽ phải luyện nói. Có nhiều bạn hỏi mình là làm như thế nào để có thể cải thiện được kỹ năng nghe hiểu? Theo cá nhân mình thì có hai lý do chính dẫn đến việc các bạn nghe hiểu kém hoặc là nghe không được. Thứ nhất đó chính là vốn từ vựng của các bạn còn quá ít. Và thứ hai đó là khả năng phát âm của các bạn còn nhiều thiếu sót. Vì sao mình lại nói như vậy? Bởi vì khi các bạn phát âm một từ sai và các bạn nghe phát âm chuẩn của từ đó thì các bạn sẽ không nhận ra được nó. Bởi vậy, để có thể cải thiện được khả năng nghe của mình thì ngay từ bây giờ các bạn hãy cải thiện khả năng phát âm của mình. Các bạn không cần phải phát âm chuẩn accentfrei như người bản xứ mới được gọi là giỏi, mà trước hết các bạn chỉ cần phát âm đúng, nói rõ ràng và trôi chảy. Trong video lần này, chúng ta hãy bắt đầu với điều cơ bản nhất, đó chính là việc phát âm các chữ cái trong tiếng Đức. Trong những video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phát âm những nguyên âm và phụ âm trong tiếng Đức. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ chỉ ra cho các bạn những lỗi mà người học thường hay mắc phải và cách khắc phục chúng. Để việc học có hiệu quả tốt nhất, thì các bạn hãy lắng nghe và thực hành theo mình nhé. Còn bây giờ thì, lass uns anfangen, hãy cùng bắt đầu nhé. Đối với người Việt Nam thì có lẽ sẽ là một lợi thế khi học tiếng Đức, bởi vì cũng giống như tiếng Việt, các chữ cái trong tiếng Đức cũng có nguồn gốc từ các chữ cái Latin. Bên cạnh 26 chữ cái Latin quen thuộc, thì trong tiếng Đức còn có 4 chữ cái đặc biệt khác, đó là những umlaut, a umlaut, o umlaut, u umlaut und except. Bây giờ các bạn hãy lắng nghe cách phát âm của các chữ cái này và nhắc lại theo mình nhé. A, A, B, B, C, C, D, D, A, A, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, 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 X, X, Y, Y, Z, Z, A umlaut, E, E, O umlaut, Ö, Ö, U
U-Umlaut. Ü. Ü. SZ. SZ. Bây giờ các bạn hãy cùng nghe lại tất cả các chữ cái một lần nữa nhé. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. E. Ö. Ü. SZ. Các bạn thấy việc phát âm các chữ cái này không hề khó khăn đúng không? Tuy nhiên, đối với những người mới học tiếng Đức thì sẽ có một số những chữ cái mà chúng ta hơi gặp khó khăn một chút trong việc phát âm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái mẹo nhỏ nhỏ để giúp các bạn có thể cải thiện được điều này nhé. Đối với chữ cái C, C, chúng ta không phát âm là C giống như ở trong tiếng Việt, mà ở đây để phát âm chữ cái này, trước tiên các bạn phát âm T und S. T, S, T, S. Sau đó các bạn phát âm nhanh hai chữ cái này lại với nhau. Thì các bạn sẽ được một cái âm nó hơi zít. Đó. Thì đó chính là cái cách phát âm của chữ C. C. Tương tự như vậy chúng ta có set. Set. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc một vài từ có chữ cái này nhé. Zug. Zug. Anziehen. Anziehen. Zahnarzt. Zahnarzt. Tiếng Đức là một ngôn ngữ có thể nói là tốn khá là nhiều sức khi mà chúng ta phát âm. Bởi vì ở trong ngôn ngữ này có rất là nhiều âm gọi là phải bật hơi ra ngoài. Ví dụ như ở đây chúng ta có chữ cái P. P. Khi các bạn phát âm chữ cái này thì hơi nó phải bật ra. Nếu không thì sẽ thành là B. B. Thì nó lại là sai, đúng không? Mình có một cái tip cho các bạn để luyện phát âm được chữ cái này. Đó là các bạn hãy sử dụng một tờ giấy. Các bạn giữ tờ giấy đó ở trước miệng của mình. Và khi các bạn phát âm chữ P thì tờ giấy đó nó rung. Có nghĩa là các bạn phát âm đúng. Chúng ta hãy cùng thử nhé. P. P. Và mình nghĩ là có một khó khăn nữa mà chắc chắn là các bạn mới học tiếng Đức sẽ gặp phải. Đó là việc phát âm những umlaut. Cụ thể là O umlaut und U umlaut. Ö und Ü. Có nhiều bạn đọc là Ö hay là Uy. Như vậy là không có đúng. Das ist falsch. Sondern Ö und Ü. Hai âm này mới đầu thì có thể sẽ khó khăn đối với các bạn bởi vì chúng ta không có cái âm này trong tiếng Việt hay là trong tiếng Anh. Tuy nhiên với một số những cái mẹo nho nhỏ thì các bạn có thể luyện tập phát âm được hai cái âm này. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nghe sau đây nhé. Đối với O umlaut Ö thì trước tiên các bạn hãy phát âm E. 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 Khi phát âm chữ E thì các bạn thấy là đầu lưỡi của mình ở đâu nhỉ? Có phải là ở mặt trong của hàm răng dưới đúng không? Rồi, các bạn hãy giữ nguyên vị trí lưỡi ở đó và phát âm ngay sau đó chữ O. O. Ok? Chúng ta hãy thử nhé. E. 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 Ừ. Ừ. E. Ừ. E. Ừ. Ừ. Schön. Schön. Möchten. Möchten. Hören. Hören. Còn để phát âm được U umlaut, các bạn trước tiên hãy phát âm chữ I. I.
Sau đó, giữ nguyên vị trí lưỡi ở đó, các bạn phát âm U. I, 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 U, U, I, U, U. Müsli, Müsli. Wünschen, wünschen. Müde, müde. Tschüss, tschüss. Chúng ta vừa mới làm quen với các chữ cái trong tiếng Đức cũng như là cách phát âm của chúng. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ học cách phát âm của những nguyên âm và phụ âm trong tiếng Đức. Hy vọng là sẽ được gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!